Chiến thắng trước câu lạc bộ Nam Định giúp Hà Nội FC tạm thời có được ngôi đầu bảng V-League 2023. Hà Nội FC tiếp đón câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà trong hoàn cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Thậm chí, họ không có được sự phục vụ của William và Marcao, Lucao cũng chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, câu lạc bộ Nam Định cũng không thể tạo ra khác biệt nào trước Hà Nội FC dù đối thủ của họ đang gặp nhiều khó khăn. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về Hà Nội FC. Sau nỗ lực của Tuấn Hải, bóng đến chân Văn Tùng nhưng tuyển thủ U22 Việt Nam dứt điểm nhẹ và không đánh bại được Nguyên Mạnh. Vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng thủ đô khi Hai Long gặp chấn thương. Không còn cách nào khác, huấn luyện viên Bandovic buộc phải đưa tiền đạo Lucao vào sân dù anh không có được thể trạng tốt. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil chơi đầy cố gắng và nỗ lực của anh giúp hàng công Hà Nội FC cải thiện đáng kể sức mạnh. Sau nhiều cơ hội bất thành, bàn thắng đến với đội bóng thủ đô. Phút 42, từ pha đá phạt góc của Văn Xuân, bóng chạm đầu Duy Mạnh trước khi Tuấn Hải băng vào đánh đầu hiểm hóc mơ tỷ số trận đấu cho Hà Nội FC. Bước sang hiệp 2, lợi thế về mặt tỷ số giúp Hà Nội FC thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều. Họ không cần gây áp lực liên tục mà có thể chờ đợi đối phương dâng cao để phản công. Trong khi đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho thấy quyết tâm giành điểm khi ông đưa tiền đạo Dominic Vinicius vào sân. Tuy nhiên, màn trình diễn của bộ đôi ngoại binh Vinicius Nemani rất thất vọng. Họ nặng nề, chậm chạp và hiếm khi vượt qua được các hậu vệ của Hà Nội FC. Ngay cả Henrio cũng bị Bùi Hoàng Việt Anh khóa chặt trong ngày anh được đẩy lên chơi như một tiền vệ trung tâm. Những phút cuối trận, các pha tấn công của câu lạc bộ Nam Định vẫn đi vào ngõ cụt. Giành chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Nam Định, Hà Nội FC chấm dứt mạch trận và không thắng và duy trì bám đuổi hai đội đầu bảng câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Thanh Hóa.